Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người đang có một siêu phẩm đây mọi người. Đấy, đây là một chiếc bình Kutani. Chiều cao của nó 46. Chiều cao 46, bụng của nó là 130 mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, họa tiết bé kín bình. Đây, bên trong ở đây rất là đẹp luôn, cốt xứ cốt cứng nhá mọi người nhá. Mình quay lại đây, mình quay cho mọi người xem. Đấy. Quá tuyệt vời không phải mọi người, không có một vết lỗi gì luôn mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Mình không còn chỗ nào không vẽ nữa mọi người, phải nói là một siêu phẩm mọi người nhá. Mình hôm nay mình quay này thôi nhưng mà mình không đo được kích thước đâu mọi người, vì là mình một mình ấy, mình không thể đo được kích thước. Nhưng mà bạn nào mà anh chị nào mà ai muốn mua cái bình này thì cứ liên hệ với mình, sau đó mình sẽ gửi ảnh về kích thước số đo của cái bình này cho mọi người xem nhé. Mình hôm nay mình chỉ quay qua thôi chứ mình cũng không thể thể ấy được. Sở thích ai sở thích thì sưu tập những chiếc bình này thì không thể không nên bỏ qua cái sản phẩm, một tuyệt phẩm như này các mọi người, rất là đẹp luôn. Quay lại cho mọi người xem đấy, bên dưới chân bình rồi đấy, họa tiết mọi người thấy ok không? Mình thấy quá ok luôn chứ không phải là ok nữa mọi người ạ. Đây để mình quay vòng qua ở cái cổ đi cho mọi người xem nhé. Đấy, cái cổ đây. Nó có cái dây này nhưng mà mình vừa định tháo ra nhưng mà mình không tháo được. Mình vừa cầm điện thoại mình vừa quay này nên là mình không quay được xa đấy mọi người. Đây mình đẩy nó ra để mình quay bên dưới cho mọi người xem. Đây, họa tiết bên dưới đây.
Tuyệt vời luôn mọi người. Ai giấu chuyện ở đây mọi người. Cho mọi người xem cái đáy bình nó nhá. Đấy, có cả trận chìm luôn, Kutani trận chìm và trận mực luôn. Không lệch đi đâu được mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Phê chưa? Đây, để mình nghiêng này xong rồi mình quay lại cho mọi người một lượt nữa cho mọi người xem cho nó kỹ. Nó lăn đấy mọi người. Vẽ vàng quá đẹp luôn. Đấy, đây nữa. Quay lại cho mọi người xem. Mọi người thấy chưa? Nó nằm xuống như này. Mọi người ơi, nếu mà ai mua thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo nhé. Số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người mà ai muốn sở hữu một chiếc bình này về chơi Tết thì phải nói là một siêu phẩm luôn mọi người. Mọi người cứ liên hệ với mình. Mình sẽ gửi về cho các bạn. Đấy, mọi người thấy chưa? Thôi, một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé mọi người nhé. À, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người luôn mạnh khỏe. Và cho mình nhắc lại thông tin liên hệ với mình, các bạn liên hệ mình qua Zalo, số điện thoại là 0962 949 668. Số điện thoại đó bây giờ thì mình vẫn để ở nhà bố mẹ mình dùng. Bây giờ mình ở bên này mình chỉ sử dụng Zalo theo cái số điện thoại đấy thôi. Nên mọi người mà ai muốn mua cái bình này thì cứ liên hệ với mình, gọi điện cho mình sẽ gửi thông tin về cái bình này cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé.